Điểm nghỉ chân đèo Đá Trắng thuộc địa phận tỉnh Hòa Bình. Ốc núi thì mình luộc hay là mình ăn núi để luộc, ăn mình luộc cho ăn luôn, bắp thả trái cốt vào. Em nhìn em thấy nó như thế nào ấy. Ui. Lan này là mình cứ cắt cây đem về đấy hả chị? Nhà vệ sinh view triệu đô.